Kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Sức khỏe cho mọi người. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây. Phóng sự ánh sáng hy vọng từ những sáng kiến cụ thể đem đến đôi mắt sáng khỏe cho cộng đồng. Thông điệp thực hiện dinh dưỡng hợp lý vì một Việt Nam khỏe mạnh, phát triển toàn diện. Hỏi đáp ngành y tế Quảng Nam sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ. Bây giờ là phần nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, dự án Ánh sáng hy vọng được triển khai tại Quảng Nam trong 2 năm từ năm 2021 đến năm 2022 do tổ chức The Fred Hollow Foundation tại Việt Nam và tập đoàn Novartis tài trợ, trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Sở Y tế tỉnh Quảng Nam với tổ chức The Fred Hollow Foundation. Thời gian qua, chương trình đã thực hiện khám sàng lọc, phát hiện và điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý về mắt, cho nhóm đối tượng là người lao động và trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số, người khuyết tật và những người dễ bị tổn thương trong xã hội, đã thực sự mang lại nhiều lợi ích cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tại một điểm khám, bà con được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Quảng Nam truyền tải những nội dung cơ bản về cách phát hiện các bệnh về mắt, cách chăm sóc mắt như tầm quan trọng của việc bảo vệ và chăm sóc đôi mắt, hướng dẫn cách phòng tránh và tự kiểm tra thị lực để nhận biết các bệnh lý về mắt, biện pháp phòng và chữa trị các bệnh lý đáy mắt, v.v. Với những thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, đã giúp bà con nâng cao được nhận thức, bước đầu hình thành các kỹ năng cần thiết trong việc chăm sóc, bảo vệ và phòng tránh các bệnh về mắt. Chúng tôi phối hợp với đài báo thực hiện các nội dung tuyên truyền hướng dẫn về chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa. Chúng tôi đã thực hiện được hàng trăm băng rôn và hàng ngàn tin nhắn di động với nội dung về chăm sóc mắt. Cái dự án này rất thiết thực đối với người dân, giúp cho họ nâng cao nhận thức cũng như là phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý về mắt. Và đặc biệt thì đối với những người có hoàn cảnh khó khăn thì dự án cũng đã hỗ trợ về việc chuyển tuyến khám chuyên sâu để điều trị, đem lại ánh sáng cho người bệnh. Qua đó thì cũng đã tạo được niềm tin đối với người dân cũng như là cái sự hiểu biết của người dân trong vấn đề phòng chống bệnh mắt. Sau mỗi buổi truyền thông chăm sóc mắt, bà con được khám sàng lọc, đo thị lực để phát hiện các bệnh lý về mắt như đục thị tinh thể, mộng thịt, tăng nhãn áp, thoái hóa điện vàng, tật khúc xạ, glaucom, bệnh võng mạc, đái tháo đường, v.v. Đối với những trường hợp sau khi khám và phát hiện nghi ngờ mắc các bệnh về mắt sẽ được các bác sĩ tư vấn để điều trị kịp thời. Đối với những bệnh nhân bị đục thị tinh thể hoặc mắc các bệnh có nguy cơ dẫn đến mù lòa sẽ được dự án và bệnh viện mắt hỗ trợ chi phí chuyển tuyến trên để khám chuyên sâu và điều trị để tìm lại ánh sáng, hòa nhập cộng đồng. Thì bác sĩ cũng khốn tặng tình, nói là hơi cô bị viêm giác mạc, hơi về nhỏ thuốc nhỏ đồ đây rồi hết rồi tuần sau đi xuống dưới bệnh viện mắt dưới tâm cầy nữa để khốn mà nhận thuốc. Bác sĩ này đang mắt tôi bị đục thủy tinh thể, để họ hẹn để mà về nhỏ hết cái thuốc đi rồi, cái đầu tới ngà mũ đi mũ. Chương trình Ánh sáng hy vọng được triển khai thực hiện tại Quảng Nam để giúp cho người dân có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc mắt ngay tại địa phương. Sau 2 năm thực hiện, chương trình đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp cho người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt toàn diện, đem lại đôi mắt sáng, khỏe cho cộng đồng, đặc biệt người dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế cần thiết, từ đó giúp phát hiện, chữa trị và định hướng cho bệnh nhân điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt một cách hiệu quả nhất. Đến nay thì chúng tôi đã thực hiện 16 sự kiện truyền thông với hơn 12.000 lượt người được khám sàng lọc. Và nhân ngày này thì giác thế giới năm nay thì chúng tôi chọn huyện Bắc Trà My để tổ chức cái sự kiện thứ 17. Thì tại sự kiện này thì chúng tôi cũng tổ chức truyền thông và khám sàng lọc nhân cái chủ đề ngày thị giác là hãy yêu đôi mắt của bạn. Thì nhân cái sự kiện này thì chúng tôi muốn tập trung sự chú ý của người dân vào vấn đề chăm sóc mắt. Thì qua sự kiện thì nhiều người dân đã được khám và phấn khởi trong cái thực hiện hưởng lợi từ cái dự án này. Thưa quý vị, dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của con người, giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao thể trạng và đẩy lùi bệnh tật.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp, việc áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý và rèn luyện thể lực là rất cần thiết để tăng cường sức đề kháng với mọi người. Nhân tuần lễ dinh dưỡng và phát triển từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung thông điệp thực hiện dinh dưỡng hợp lý vì một Việt Nam khỏe mạnh, phát triển toàn diện. Thứ nhất, sử dụng đa dạng, phối hợp các loại thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày. Ưu tiên lựa chọn các loại thực phẩm theo mùa sẵn có tại địa phương. Thứ hai, tăng cường tiêu thụ các loại rau, củ, trái cây, v.v. các thực phẩm giàu chất xơ, giàu vi chất dinh dưỡng. Thứ ba, hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm chế biến sẵn có nhiều đường ngọt, muối, chất béo, tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với lứa tuổi để góp phần phòng ngừa thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm. Thứ tư, nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ tối ưu trong 1.000 ngày đầu đời, giúp trẻ phát triển toàn diện cả tầm vóc và trí tuệ. Thứ năm, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, đọc kỹ nhãn mác và các thông tin dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm trước khi mua và sử dụng. Mọi người đều có quyền bình đẳng để có được bữa ăn dinh dưỡng hợp lý, lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều nước trên thế giới thì số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng. Tại Việt Nam thì đã ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua giám sát dịch tễ. Để có những cái thông tin về căn bệnh này thì chúng tôi có cuộc gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Mai Văn Mười, giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. Xin chào ông ạ. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Thưa ông, thì hiện Tổ chức Y tế Thế giới đã dự báo là bệnh đậu mùa khỉ đang tiếp tục có xu hướng gia tăng. Vậy thì xin ông chia sẻ những cái thông tin về căn bệnh này ạ. Theo cái việc giám sát từ tỉnh đến cơ sở, tại Quảng Nam của chúng ta thì chưa có ca nào mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên chúng ta không thể lơ là về cái căn bệnh này. Bệnh đậu mùa khỉ không phải là một bệnh lạ, mà bệnh này đã có từ rất là lâu, từ những năm 1970 ở các nước ở Trung Tây Phi. Bệnh này nó lây lan từ động vật sang người và có thể từ người sang người qua các vấn đề tiếp xúc nơi những cái vết thương, những cái giọt bám và quá trình lây bệnh diễn ra. Đối với những bệnh nhân này, cùng cái thời gian ổ bệnh của bệnh đậu mùa khỉ từ 5 đến 13 ngày và có thể đến từ 5 đến 2 tuần. Bệnh xuất hiện những triệu chứng như là sốt, phát ban, nổi những cái mụn nước ở nơi cái da hoặc cái nơi tiếp xúc như bàn tay, bàn chân hoặc cái bộ phận sinh dục. Chúng ta cần tránh cái bệnh này qua cái vấn đề đối với những cái trường hợp mà bị bệnh đậu mùa thì chúng ta nên tránh tiếp xúc và tránh cái mối quan hệ vợ chồng ở cái đối với những người bị mắc bệnh mùa khỉ. Nhằm phát hiện sớm những cái trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ để không để dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng, thì ngành y tế Quảng Nam đã có những cái biện pháp gì thưa ông? Quảng Nam chúng ta có nhiều cái cửa khẩu cũng như sân bay, nhiều khách du lịch từ các nước đến, trong đó có những nước như Trung và Tây Phi đến tham quan du lịch tại Quảng Nam, cũng như người dân chúng ta học tập và làm việc ở nước ngoài thường xuyên qua lại đi về. Do đó có việc mà giám sát tại các cái cửa khẩu sân bay cũng như các cái nơi khách tham quan du lịch thì rất cần được hết sức quan tâm. Ủy ban nhân tỉnh cũng như Sở Y tế đã có nhiều văn bản hướng dẫn và chỉ đạo cho các cái ban ngành có liên quan cũng như các cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh cần những cái việc phải làm như là giám sát chặt chẽ cái những trường hợp đến về từ các nước cũng như các những trường hợp có những biểu hiện về các triệu chứng mà chúng ta nghi ngờ về cái bệnh mùa đậu khỉ bằng cách là tuyên truyền truyền thông cho tốt. Khi phát hiện các cái ca bệnh nghi ngờ thì phải hướng dẫn cho người bệnh nhân đến tại cơ sở gần nhất để khám và theo dõi điều trị. Vậy thì ông có lời khuyên gì dành cho cộng đồng ạ? Chúng tôi muốn khuyến cáo cho người dân là có những thực hiện theo cái hướng dẫn
của các cấp trên như là của Bộ Y tế, của Ủy ban tỉnh hay là Sở Y tế, của ngành y tế đã có văn bản chỉ đạo. Cụ thể như sau: thứ nhất là khi hắt hơi sổ mũi thì chúng ta nên dùng những vật che chắn, không để bán những cái giọt bạc. Thứ hai nữa là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và những chất sát khuẩn. Thứ ba là tránh tiếp xúc những cái người mà có bệnh nhiễm đậu mùa khỉ, đặc biệt là nó liên quan tới vấn đề sinh hoạt, tiếp xúc qua da, sinh hoạt tình dục, vân vân. Vấn đề an toàn thực phẩm cũng rất là quan trọng trong việc này. Khi người dân có những triệu chứng mà như đã khuyến cáo của ngành y tế thì phải cần đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo và khám chữa bệnh kịp thời để được cách ly và điều trị. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, nội dung ngành y tế Quảng Nam sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ mà quý vị và các bạn vừa xem đã khép lại chương trình tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.